Hello, xin chào quý vị. Chào mừng quý vị lại quay trở lại với kênh Thái Học Toyota Tăng Cảng. Quý vị ơi, cũng đã từ rất lâu rồi Học mới có quay được một sản phẩm Innova E màu đồng ánh kim đẹp như thế này gửi đến cho quý vị. Thường thì những sản phẩm bên Học Innova E theo thời gian hiện tại vào tháng 12 năm 2020, những sản phẩm Innova E phải gọi là cực kỳ hiếm nha quý vị. Nhỏ rọt. Học còn nhớ những thứ tự và Innova E mà đã cách đây gần nhất. Ví dụ Innova E 2019 màu đồng ánh kim 660 triệu, Innova E màu bạc đi 15.000 cây mà 2018 cũng đã được khách học và khách mua rồi. Rồi tiếp tục Innova E đi 31.000 xe biển số tỉnh màu bạc cũng đã được bán rồi. Thì tại sao Học nhớ? Thật sự thì vào tháng 11 và tháng 12 này, sản phẩm Innova E ở Toyota Tăng Cảng, thứ nhất là do về chất lượng đầu vào bên Toyota Tăng Cảng rất là căng, nên những chiếc xe không đúng chất lượng thì bên Học sẽ không thu về nha quý vị. Và đồng thời những cái mẫu xe Innova E hiện tại thị trường hầu như là người ta để lại để cô chú anh chị đi Tết đó quý vị ạ. Nên những cái sản phẩm mà bên Học thu được về để chào bán cho quý vị phải cực kỳ là hiếm hoi. Người mua thì rất là đông, quý vị khách hàng gọi Học liên tục về những sản phẩm Innova E. Và đây là sản phẩm Innova E được sản xuất vào năm 2018, đi chỉ mới 45.000 cây nha quý vị. 2018 45.000 cây, xe rõ zin, còn 4 cái rõ còn zin luôn. Và xe bên Học lúc nào cũng cam kết là không đâm đụng, không tua km, máy và hộp số vẫn còn nguyên zin. Và đồng thời sản phẩm 2018 thì bên Học lúc nào cũng có hỗ trợ cho quý vị vay lên đến 65% giá trị xe. Còn thời gian tối đa vay lên đến là từ 5 đến 6 năm, tùy theo ngân hàng và tùy theo năng lực của quý vị. Nếu như muốn vay nha, một sản phẩm Innova E quý vị. Rồi, quý vị có thấy cái sản phẩm này về bề ngoài thì đã có trang bị phim cách nhiệt, viền che mưa rồi nè quý vị. Rất là đẹp. Rồi, để Học quay chi tiết về cái phần đầu xe cơ bản để cho quý vị nắm thử cái sản phẩm này chất lượng nó còn được như thế nào nha. Rồi, mình kiểm tra về mắt mèo và độ vàng của chó xe ha. Đó quý vị, 2018. Rồi tiếp tục, cái phần này là cái phần phải gọi là khi đi tốc độ cao là hứng được nhiều bụi và đá bắn nhiều nhất nè. Tuy nhiên thì sản phẩm này rất là đẹp. Chỉ có một chút chày xước này về bên Học sẽ dặm lại là xong. Chỉ có một dấu này duy nhất thôi, rất là nhỏ. Chủ xe này giữ rất là kỹ nha quý vị. Xe này biển số miền Tây quê Học. Rồi tiếp tục cụm kiểm tra cụm đèn pha phía trước bên trái này. Rồi dịch chuyển xuống phần đèn báo rẽ cộng với lại đèn sương mù, cụm ga lăng mình đánh giá được cái độ đen của nó đó quý vị. Cái độ đen này á, cộng với độ bóng của đèn á, thì chiếc xe nó không có đi ngoài nắng nhiều, tức nghĩa là khách để trong nhà chùm mền hoặc là khách đi vào buổi tối, ít có đi vào buổi sáng, thì những cái nhựa đen nó không có bị phai màu. Còn xe bốn cái vỏ zin còn rất là cao. Ra gai phía trước nè. Gai phía trước nha quý vị. Xe này chủ trước á, có nói với Học là anh rửa thường ngày luôn, mặc dù là rửa nhà nhưng mà anh cố gắng anh rửa. Sau khi hoàn thành gói Maruguri, cái sản phẩm này phải gọi là cực kỳ đẹp nha quý vị. Về cơ bản thì xe này mới về thôi mà nó đã đẹp như thế này rồi. Quý vị thấy không? Cái màu đồng ánh kim, cái màu này gọi là cực kỳ mà vững bền. Thì chúng ta đi tầm khoảng 5 hoặc là 6 năm sau á, chúng quý vị không thấy cái màu này nó cũ đi nha quý vị. Đặc biệt của màu đồng và màu bạc. Tuy nhiên thì cái lúc đầu á, nó không có được sáng giống như là màu trắng hoặc là màu đỏ hoặc màu vàng. Thì lúc mới lấy về á, những cái màu đó nó rất là sáng, nhìn rất là mới. Tuy nhiên thì quý vị đi một thời gian sau á, thì những cái màu đó nó xuống rất là nhanh nha quý vị. Trừ khi nào mà quý vị đi xe nào mà màu trắng hoặc là màu trắng ngọc trai, mình giữ rất là kỹ thì chiếc xe nó mới đẹp thôi. Còn mà mấy buông ra như mấy cái màu này á, mặc mình đi bám bụi nhiều á, nhìn nó cũng không có bị dơ xe nữa quý vị. Ưu điểm của cái màu đồng ánh kim này. Rồi, Học tiếp tục mời quý vị cùng xem qua phần nội thất và keo chỉ xe ha. Nội thất xe này thì cũng đã được chủ trước nâng cấp cho mình đầu DVD, camera gear, đặc biệt có một cái camera hành trình, Học sẽ để đây luôn, camera hành trình và một cái tấm thảm trên túp lô, một cái tấm thảm ở trên túp lô,
Đó, Tuplo này quý vị, 2018 thì không có vấn đề gì nha. Đó. Xe này thì chưa được lên ghế da. Tuy nhiên thì quý vị trong quá trình thương thảo không có thể tặng cho quý vị bộ ghế da luôn. Đó. Rồi, Tuplo này quý vị. Rồi, chúng ta cùng quan sát phần keo chỉ nha. Đây là hai đường. Cho chỉ. Ghế thứ hai. Xe thì bên học có giấy chứng nhận của Toyota cam kết cho quý vị là xe không cắn đụng, không ngập nước, không tua km. Nên quý vị yên tâm mua xe chính hãng, quý vị đặt lòng tin đúng chỗ nha quý vị. Chính hãng bên học là bản uy tín nhất thị trường. Rồi, carbon 1 2 keo. 1 2 Xe này về mặt chất lượng học, theo như học đánh giá xe này nó, nếu như mà về thị giác học nhìn nó như là một chiếc xe mới luôn quý vị. Ở xe này có lót sàn rồi nè, lót sàn, bọc trần, DVD, camera da, một số linh kiện khá là, nếu như chúng ta vào thời điểm 2018 mà lắp đầu DVD và camera da này, xe này lên đến gần 887 triệu đồng nha quý vị. Đó. Cực kỳ. Rồi chúng ta quan sát tiếp. Cái cửa. Anh Cường ơi. Anh Cường nổ máy rồi, dở cái bô luôn, quay luôn rồi. Anh Cường Lã Toyota đang trên sang thượng. Quay clip phải không? À chết cha, chìa khóa em bỏ túi này. Đó, cabo, mình ra mình coi cái động cơ ha. Tại vì khi mà lên đây cái mic của học, đúng ra là hai anh em quay cho nhau mà cái mic của học nó bị hết pin rồi. Nên quý vị thông cảm, học livestream đúng ra là học sẽ quay clip luôn. 44.530 km. Để học xem camera da xe này nữa. Ồ, camera da rất rõ nha quý vị. Có bạch cảnh báo luôn. Tuplo. Trước đi rất kỹ. Học sinh học quay clip này chắc là cô chú khách của học đang xem cũng là người chủ của xe này. Học sinh cảm ơn anh đã giao lại cho bên Toyota Tân Cảng một sản phẩm mới gọi là tuyệt vời. Cảm ơn anh chị. Rồi, ốc cabo thứ nhất, ốc cabo thứ hai, keo chỉ. Cái động cơ đang nổ nha quý vị, nổ rất là tròn trịa. Xe này còn bảo hành toàn quốc nha quý vị. Nè. Mình coi xe là mình coi cái phần này trước. Hai con ốc mở mở cốp này coi nó có tháo chưa. Đó, phần này trước. Cái phần này ok quý vị, coi sơ qua động cơ được rồi. Còn về động cơ này thì bên học cam kết là chưa tháo rã. Và đồng thời nếu như động cơ nào tháo rã thì quý vị sẽ mất đi cái quyền bảo hành toàn quốc của Toyota Việt Nam. Thì sản phẩm này còn bảo hành cho quý vị đến năm 2021. Và hiện tại thì xe 45.000 cây, xe này còn bảo hành đến 100.000 km nha quý vị.
Và Thái Học xin nhắc lại với quý vị, đây là sản phẩm Innova E được sản xuất vào năm 2018, xe đi được 45.000 km, xe mang biển số tỉnh, xe cực chắc, với chào giá bán bên Toyota Tân Cảng chỉ 620 triệu đồng. Nếu cô chú anh chị nào cảm thấy sản phẩm phù hợp với mình hãy gọi cho Học với số điện thoại phía trên màn hình, hoặc ghé đại lý Toyota Tân Cảng gọi Học để Học tư vấn trực tiếp cho quý vị nha. Một cái giá xe chỉ 620 triệu đồng, chúng ta sở hữu một cái dòng xe Innova còn bảo hành với một cái form dáng rất là tuyệt vời, sử dụng cho 8 người đi thì rất tuyệt vời nha quý vị. Vâng, Học xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin cảm ơn, xin kính chào và xin hẹn gặp lại.